Chuyện audio người trên vạn người, chương 1017. Nhìn cái hồi cổ thông đạo quen thuộc này, túy vô nhai cảm thán vô cùng, những sự tình còn lại đều gác lại một bên, hắn đã bị sư đệ của mình giác ngộ rồi. Ngoài mặt thì bất động thanh sắc, nhưng thực ra sớm đã làm xong sự chuẩn bị chu đáo, chủ các loại thánh bảo bí bảo cứu mạng đã được hắn mang đi hết. Hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt trầm tư nghiêm trọng. Coi như chỉ mặc áo vải bình thường, cũng không thể nào che lấp đi được khí độ của cao thủ tuyệt thế lập tức muốn bước vào bên trong thông đạo, túy vô nhai ngưng trọng truyền âm căn dặn. Sư đệ, chuyến đi này hung hiểm phi thường, tuyệt đối không được sơ xuất, mấy vị lão hữu đã giao cho ta rất nhiều pháp bảo, như hỏa vân lăng, các loại pháp khí đỉnh cấp. Ngươi và ta đều giữ lấy mấy món phòng thân, phòng ngừa chu đáo, còn tiểu tử này e rằng khó mà phát huy được công dụng của thánh khí, tạm thời chưa có đưa cho hắn. Cái đám lão già kia khiến hắn cũng cảm động rớt nước mắt, hai ngày trước thì người nào người nấy ngoài miệng cự tuyệt, nhưng lại vẫn tự mình cho mượn bản mệnh thánh khí, không tiếc bỏ ra tiền vốn chỉ vi bảo mệnh cho huynh đệ bọn hắn. Cái loại tình nghĩa này không cần phải nói nhiều lời. Ngụy Đông Hải nghe tới đây thì ánh mắt cảm động vô cùng, đồng thời cũng truyền âm để trấn an túy vô nhai. Sư huynh, ngươi hãy yên tâm đi, lần này chúng ta tiến vào bên trong hồi cổ thông đạo, tuyệt đối không có cái gì nguy hiểm cả, huynh hãy tin ta đi. Sau khi truyền âm, Ngụy Đông Hải ánh mắt ngước nhìn về tinh lộ trước mặt, ánh mắt lộ ra quang mang chờ mong thần tình vô cùng kiên định, nhìn giống như tự tin mười phần. Tùy vô nhai nhìn con hàng sư đệ này thì lòng tràn đầy nghi hoặc, đối với loại tự tin mù quáng này, hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không biết làm sao khi việc đã tới nước này rồi, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cả người căng cứng, đủ các loại pháp bảo chuẩn bị đã sẵn sàng, đã làm xong cái chuẩn bị cho tinh thần tử chiến. Ngay tại thời điểm hắn sắp sửa kiên quyết dậm chân, thì Ngụy Đông Hải lại bước ra phía trước một bước, trên mặt mang đầy ý cười, Cúi đầu cung kính lễ nghi với Dịch Phong. "Dịch huynh đệ, xin mời." Điều này làm Túy Vô Nhai trợn mắt há hốc mồm, mày nhíu chặt lại. Hắn nhìn cho kỹ, thì Ngụy Đông Hải một mặt cung kính hoàn toàn, còn Dịch Phong thì cũng không hề có chút gượng gạo này, thoải mái tiến lên, rộng chân bước vào bên trong thông đạo, một bộ dáng nhàn hạ đi bộ vô cùng thản nhiên. Hai người còn cười cười nói nói, rất chi là hưởng thụ. Cái tư thế kia, đến cùng là làm cái quần què gì vậy trời? Càng xem Túy Vô Nhai càng khó hiểu mà khi đã khó hiểu thì ánh mắt của hắn lại có thêm một chút phẫn nộ rõ ràng là mang theo một cái tên phiền toái vô dụng đi vào cho dù là có một chút thiên tư sư đệ hắn có lòng nhận tiểu tử này làm môn hạ cũng sẽ không đến mức hạ thấp cấp bậc lễ nghĩa chu đáo như vậy chứ có cung kính thì phải là tiểu tử này cung kính mới đúng còn hành động của sư đệ đây đâu phải là đồ đệ và sư phụ đây cơ hồ là sự tương giao ngang hàng nhưng hắn cũng không nói gì chỉ hậm hực bước chân đi theo hai người một đường cứ đi phía sau nhìn Ngụy Đông Hải và Dịch Phong cười cười nói nói. Sư đệ Ngụy Đông Hải của hắn thì càng lúc càng cung kính hơn, hơi một tí là lại chắp tay cúi đầu, cười hiền lành xu nịnh. Túy Vô Nhai đã cảm nhận được vô cùng kỳ quặc, liên tục phải dụi mắt mà nhìn xem cho kỹ. Cái này, sống mấy ngàn năm, cho nên hắn đã đánh hơi được một cái hương vị không giống bình thường. Người khác thì không rõ ràng, nhưng hắn cực kỳ hiểu rõ tính tình của sư đệ mình. Ngụy Đông Hải tuy đối nhân xử thế bình thản, cũng làm việc trầm ổn, nhưng trong lòng cũng là một đầu lửa cố chấp. Điều này tương phản với tính tính của hắn, ngoài thì cứng, trong thì mềm. người như vậy sẽ tuyệt đối không dễ dàng đối với vãn bối có lễ ngộ như thế được. trước mắt mới chỉ bước vào hồi cổ thông đạo, cũng không có quá nhiều hung hiểm. túy vô nhai liền bị phẫn nộ cùng với kinh nghi, vì vậy liền không nhịn được mà hiếu kỳ truyền âm. sư đệ, cái bộ dáng này của ngươi không đúng lắm. vì cái gì mà ngươi đối với một vãn bối ôn hòa như thế? dường như hắn ngập ngừng một chút còn mang theo mấy phần cung kính nữa. Sau khi truyền âm, túy vô nhai căng mắt ra nhìn dịch phong, dường như muốn nhìn cho rõ nội tình của con hàng này. Nhưng mà Ngụy Đông Hải từ đâu tới cuối không có hồi âm trả lời hắn, chỉ toàn tâm toàn ý bồi tiếp dịch phong tiến lên, một bộ dáng vui cười, thật giống như tất cả mọi chuyện khác đều không có trọng yếu. Túy vô nhai nhìn cái loại coi trọng kia, thật giống như là nhặt được bảo bối vậy. Hắn trọn vẹn xem không có hiểu, vì vậy dứt khoát cũng lười để ý. Có lẽ dịch phong này có thiên tư siêu tuyệt, mới có thể để cho sư đệ mình để ý tới như vậy. Chỉ có như vậy mới cũng có thể khiến cho lão đầu phó thiên nam kia cũng coi hắn như bảo bối. Nghĩ tới đây, túy vô nhai cũng thu lại những ý nghĩ của mình. Lập tức đoàn người đã đi được hơn phân nửa đường, sắp bước vào chỗ sâu của hồi cổ thông đạo. Tinh hải ban đêm cũng như ban ngày, loạn lưu như thủy triều có mặt ở khắp nơi. Rất nhiều những ký ức khủng bố hiện lên, hung hiểm cực lớn đang ở ngay trước mắt, khiến cho nét mặt của túy vô nhai vô cùng nghiêm trọng trong tay của hắn nắm chặt thánh búa, trên eo quấn chặt hỏa vân lăng, còn mang theo vòng tay hệ phòng ngự. Ngoài ra còn có rất nhiều thánh khí của các hảo hữu cho mượn cũng đều được chuẩn bị sẵn sàng, một bộ dáng giống như lâm và đối mặt với đại địch. Vô luận là sư đệ hay là người trẻ tuổi này, đều là do hắn tới bảo vệ chu toàn. Ba người liên tiếp bước về cái thông đạo tinh hải phía trước. Dưới chân thông đạo càng thêm vững chắc, xung quanh bị tinh quang chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Tùy vô nhai thần sắc nghiêm trang, tinh thần căng cứng tập trung 12 phần. Thần thức của hắn nháy mắt trải rộng ra, đạt tới cực hạn của hắn. Đủ các loại thánh khi đã chuẩn bị sẵn sàng, thánh búa bản mệnh thánh khí cũng nắm chặt trong tay, tùy thời có thể sẵn sàng tử chiến. Dưới chân này có tên là Nhật Đạo, đã là nơi cực sâu của hồi cổ thông đạo rồi. Coi như là hắn cũng không dám có một chút sơ suất nào cả. Thế nhân chỉ biết, điều kiện cơ bản để bước vào hồi cổ thông đạo chính là thánh nhân tu vi nhưng đó chỉ bất quá là khả năng cơ sở để tiến vào mà thôi. Nếu như đến chỗ tồn tại bí mật hoặc là đi sâu vào bên trong thông đạo. Thánh nhân bình thường có thể nói là thập tử vô sinh. Tại ái loại tình huống cực kỳ khẩn trương này. Tùy vô nhai cảnh giác động tĩnh bốn phía, một bên thì nhẹ giọng lưu ý sư đệ và người trẻ tuổi kia. Ai biết được khi hắn vừa mới đi lên định nói. Thì sư đệ hắn đã nói trước với dịch phong, dịch huynh đệ, nơi này chính là nhật đạo, rất có hung danh đó nghe vậy dịch cá mặn nhìn thản nhiên có thật sự là hung hiểm thế sao ta nhìn không giống một chút nào cả lão ngụy cũng chỉ biết cười trừ ừm không hung hiểm không hung hiểm đó chỉ là tin đồn của thế nhân mà thôi dịch phong nghe xong thì lên tiếng nhắc nhở lão thì ra là như vậy ta cứ cảm giác chẳng có một chút nguy hiểm nào cả nguyên lai like là tin đồn truyền ngôn đều không đáng tin chút nào cả lão ngụy nghe xong gật đầu như bổ củi đúng đúng đúng, đúng tin đồn đúng là không đáng tin Hai con hàng này cứ ngu ngớ vừa đi vừa nói vừa cười, căn bản chính là giống như đi dạo chơi vậy. Nhìn cảnh này, túy vô nhai sắc mặt âm trầm tới cực điểm, xém chút thì hắn há miệng ra chửi đồng. Chương 1018 Từ lúc tiến vào nhật đạo, túy vô nhai đã làm xong cảnh giác cùng với chuẩn bị, tùy thời có thể ứng đối với bất kỳ nguy hiểm, nguy cơ nào. Nhưng mà hai cái con hàng này thì ngược lại là tốt rồi, đúng là một cái bộ dáng cả lơ phất phơ. Dịch phong thì cũng thôi đi, người trẻ tuổi không có chút kiến thức gì, miệng đầy sữa, ngựa non hào đá mà thôi. Nhưng sư đệ của hắn thì quả thực là không hợp thói thường. Tu hành ngàn vạn năm, bây giờ thân ở trong hiểm cảnh, vậy mà rõ ràng cùng với người trẻ tuổi kia cười cười nói nói, thoải mái mà vô ưu vô lo. Cũng chẳng có chuẩn bị gì cả, thật sự là quên mất vết sẹo ngày trước rồi sao. Năm đó, sư huynh đệ bọn hắn cùng với một đoàn người trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất dày là gì, bước vào cái nhật đạo này, gặp được thượng cổ hung hồn, sáu người thân vẫn đạo tiêu đó là một hồi ức đau đớn khủng bố biết nhường nào cơ chứ cho tới giờ khác này nhớ lại túy vô nhai trong lòng còn sợ hãi cho dù là tu vi có đại tiến trong những năm gần đây túy vô nhai hắn đủ để ngạo thị vô đối trong một vực giờ phút này cũng không dám có chút qua loa nào toàn bộ quá trình giống như đang dẫm trên băng mỏng vô cùng cẩn thận nhưng mà sư đệ của hắn ngược lại thì tốt rồi còn không ngừng gật đầu cười nói vô cùng thoải mái nào có chút dáng dấp nào của tiền bối đâu coi như là coi trọng con hàng trẻ tuổi kia thái độ có phải cũng quá mức là nịnh nọt rồi không hai người kẻ sướng người họa cơ hồ giống như đem cái nhật đạo hung hiểm này thành một nơi danh thắng mà dạo chơi quả thực là phu sướng phụ tùy mà ca hát không thèm để ý tới xung quanh mở miệng ra đóng miệng vào đều là hai chữ tin đồn vui cười giống như hai con hàng bệnh tâm thần vô tri vậy hai người này không có một chút nào lo lắng cả cũng chẳng thèm nghe lời hắn giáo huấn nếu như cứ tiếp tục hồ nháo như vậy Đi đáp chiếu lúc nào cũng không biết. Tùy Vô Nhai sắc mặt âm trầm, mặt mũi tràn đầy tâm trạng tiếc núi rèn sắt không thành thép với hai con hàng kia. Hắn cũng không thèm quan tâm tới phản ứng của hai cái con hàng khờ này nữa, tâm thần tiếp tục căng cứng để cảnh giác cao độ. Hắn hừ lạnh một tiếng, tràn ngập sự không vui. Dịch Phong thì cũng méo thèm quan tâm để ý tới lão, nhưng mà Ngụy Đông Hải thì lại bị dọa cho phát run, cẩn thận quan sát. Nhìn thấy Dịch Phong thần sắc không có thay đổi, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhìn cái dáng vẻ hờ hững mà thoải mái tiến lên một đôi tinh mâu không hề có chút lay động nào thế nhân sợ hãi nhật đạo như thế nào thì trong mắt cái vị này cũng chẳng có một chút tia phân lượng nào cả cái loại tầm mắt cùng với tu vi này hắn thật sự là theo không có kịp hôm nay bọn hắn đi tới đây một đường bằng phẳng nhất định là do tu vi của tiền bối dịch phong đã chấn nhiếp tất cả trong lòng hiểu ra rõ rác mọi chuyện ngụy đông hải càng thêm chấn động càng chạy thì càng cung kính càng chạy thì tự tin của hắn càng nâng cao những cái sợ hãi đã từng có trước đây đều tan thành mây khói ngụy đông hải thậm chí có can đảm tiến lên đầu để dẫn đường đi tới một cái nơi gọi là khủng cụ phong hắn nhẹ giọng mời dịch huynh đệ mời đi tới bên này đồ vật thất lạc năm đó của ta chính là ở ngay phía trước vẻ mặt xuân phong phơi phới quang mang sáng ngời nhìn lão đầu này cao hứng như thế dịch phong cũng vui vẻ tiến lên hai người cười cười nói nói càng chạy càng nhanh nhìn bọn họ sắp đi tới nơi hung hiểm đó túy vô nhai kinh hãi tới nghiến răng nghiến lợi cái trô nhật đạo này khắp nơi hung hiểm tàn hồn vô số mỗi một bước chân đều phải là cẩn thận quan sát khắp nơi từng ly từng tí một nhưng hai con hàng này cứ như vậy mà qua loa tiến lên lão cho rằng ắt sẽ phải gặp đại họa mọi loại tình thế cấp bách túy vô nhai cũng không đoái hoài tới việc trách mắng hai con hàng kia hắn vội vàng nắm chặt thánh búa trong tay chuẩn bị sẵn sàng các loại thánh khí khác cắn răng sải bước đuổi kịp hai khứa sau khi đi qua một mảnh cự thạch lớn, túy vô nhai mới xách búa đuổi kịp. Nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thì hắn lại trở nên ngây ngốc. Trong ký ức của hắn, thì cái khu vực loạn thạch hung hiểm vạn phần này. Vốn nên có vô số cường đại tàn hồn tàn phá bốn phía, nhưng trước mắt ngay cả một bóng đen cũng không tìm thấy, hoàn toàn không có những cái sắc khí vốn dĩ nên có. Sư đệ của hắn thì đang ngồi trồng hỗn trên mặt đất cầm lấy ngọc bội của mình, lệ rơi đầy trên mặt. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi, chúng ta liền trở về nhà, trở về nhà thôi. Ngọc Bội tuy rằng chỉ là phổ thông thánh giai, cũng không đáng để như vậy. Nhưng mà đây lại là tín vật đính ước của tiểu sư muội cùng với sư đệ, cũng chính là hồi ước thanh xuân của bọn hắn. Cái món đồ này cũng chính là do đại sư huynh túy vô nhai hắn ra ngoài tầm bảo có được, mang về đem tặng cho sư muội, nàng lại tặng nó cho sư đệ. Cái này chất chứa tình cảm của bọn hắn. Thẳng đến năm đó bước vào cái con đường hung hiểm này, sư muội rời đi, từ đó âm dương ngăn cách, dần dần đã trở thành tâm bệnh của ngụy đông hải nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy chỉ sợ sẽ trở thành tâm ma của hắn giờ phút này mắt thấy cái ý nguyện xưa nhiều năm đã được thực hiện tuy vô nhai tuy không nói nhưng mà cũng rung động nhưng mà thánh búa trong tay cũng không dám buông xuống mang theo một tia phiền muộn nhỏ giọng nhìn ra bốn phía chỉ thấy cự thạch thông đạo một mảnh yên tĩnh đúng là đậu xanh rau má mà đây chẳng khác nào dạo chơi thánh địa ngoại thành mà không thích hợp cực kỳ không thích hợp Mọi cái loại cổ quái xông lên đầu, Túy Vô Nhai càng nghĩ càng cảm thấy đau cái thủ, cả người sững sờ đứng một chỗ. Hai tay nắm chặt cái búa, vẻ mặt ngây ngốc. Cái tư thế kia tựa hồ giống như một lão đầu bị thất nghiệp, đầu óc đột nhiên giống như trống rỗng. Nhìn xem một thân trang bị với đủ màu sắc sặc sỡ, cùng với vượt ải căng thẳng, cũng biết rằng thánh nhân giàu có, tiện tay đều mang theo đủ loại bảo vật. Nhưng nếu người không biết thì còn tưởng rằng lão đầu này đây là đang khoe cái mẽ. Tuổi tác đã cao, tinh thần cũng còn quá hiếu thắng dịch phong nhìn mà bất đắc dĩ lắc đầu ta nói nơi này không có nguy hiểm gì mà giống như dạo chơi bên ngoài thành một thoáng thôi ngươi nhìn ngươi kìa khẩn trương như vậy làm cái gì chứ nghe cái dạo chơi ngoài thành này một lần nữa khiến cho túy vô nhai kinh hãi trợn mắt há hốc mồm nhưng mà cũng không thể nào chảy cối cãi lại được cho dù hắn sống chết cũng không có tin nhưng mà sự thật thì vẫn cứ là sự thật bọn hắn dọc cái đoạn đường này đi vào bên trong hồi cổ thông đạo đâu chỉ của xuôi gió xuôi nước, quả thực liền giống như đi trên minh hải quyến rũ vậy, chỗ đến chỉ có cảnh đẹp tinh không mà thôi. Cái này chẳng phải là dạo chơi danh lam thắng cảnh thì là cái gì chứ? Cảm thụ được ánh mắt của người trẻ tuổi kia, túy vô nhai mặt xấu hổ đỏ như gấc, quả thực là không có cách nào phản bác được. Ngụy Đông Hải thì tự nhiên hơn rất nhiều, lên tiếng phụ họa như thường, một mặt thì vẫn co cùng kính cẩn cùng với nụ cười luôn nở trên miệng. A à đúng đúng đúng, sư huynh, ngươi đã nghe lời nói của dịch lão đệ rồi đó, buông lỏng một chút đi buông lỏng một chút đi thôi nghe xong túy vô nhai khẽ liếm môi một cái tuy rằng trước mắt cũng không có nguy hiểm nhưng bàn tay nắm chặt thánh búa cũng không có nửa điểm buông lỏng một lần bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng từng tại nơi này nếm qua thua thiệt nặng hắn như là rõ ràng nhất ở nơi này nhưng mà trong lòng hắn giờ phút này cũng rất nghi hoặc cái hồi cổ thông đạo này đến cùng là có chuyện gì xảy ra nhìn cảnh này dịch phong khẽ cười thầm cái lão gia hỏa này cũng thật là nghiêm cẩn mà tận mợ nó cùng không khí rồi mà còn đấu trí đấu dũng bất quá cũng không có quản lão đầu này mà là tìm đường quen thuộc để rời khỏi nơi này lần này tuy có cách xa một chút nhưng hồi cổ thông đạo này hắn sớm đã tản bộ qua bốn năm lần toàn bộ quá trình thì vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức cùng với đi thăm viếng không có gì sai biệt lắm vì vậy hắn một đường vô cùng quen thuộc mà dẫn đường tiến lên toàn bộ quá trình chưa có từng dừng lại không nhanh không chậm thành thơi và tự do hai lão đầu thì cung cút đi theo sau lưng của hắn. Một người thì ngày càng kính cẩn hơn, một người thì vẻ mặt toàn là sự hồ nghi xen lẫn kinh sợ. Thẳng đến khi Dịch Phong vừa đi qua một cái lối rẽ, cái thanh kiếm cắm ở trên tảng đá vẫn là đang ngáng đường bọn họ, giống như sống chết cũng phải ngăn cản đường này, giống như vây gậy cuốn thân. Lúc trước Dịch Phong đi theo Phó Thiên Nam tới đây, một đường muốn đi tìm đáp chiếu, cho nên không để ý tới thanh kiếm này. Lần này đi ra thì lại bị cái thanh kiếm chắn ngang đường này thu hút cái tâm trạng đang tốt của dịch phong lập tức bị vẩn đục nhìn thanh kiếm chăm chú nhíu mày cử động này lập tức đưa tới sự quan tâm của sư huynh đệ ngụy đông hải theo ánh mắt hai người chỉ thấy một cái thanh cổ kiếm đang cắm vào tảng đá lớn tràn đầy tinh không hạ trần coi như xung quanh có vô số loạn lưu và đạo lực phun trào cũng khó có thể lại gần thanh kiếm này mảy may phảng phất giống như đều bị kiếm ý đáng sợ của thanh kiếm này ngăn trở chỉ là mới nhìn cái chui kiếm lộ ra thôi mà khiến cho ngụy đông hải cùng với túy vô nhai Ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Cái cự thạch cổ quái này vô cùng cứng rắn, cũng không biết là được làm bằng cái chất liệu gì. Dùng tu vi của bọn họ năm đó, dù chỉ là một vết cắt thôi cũng không lưu lại được. Bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng bản mệnh thánh khí tạo thành một vết trên đó mà thôi. Vậy mà cái thanh kiếm này dĩ nhiên lại cắm sâu vào trong cự thạch như đậu hũ vậy. Cái cảnh tương khủng bố này, coi như chỉ là đứng ngoài quan sát cũng không phải là lần đầu tiên trông thấy hai người vẫn là cảm nhận được sự trùng kích lớn lao vô luận là thần kiếm sắc bén hay vẫn là cái vị chủ nhân của kiếm này tu vi khủng bố đều là khiến cho hai khứa ánh mắt tràn đầy kinh sợ chấn động nhìn chăm chú mấy hơi thở phảng phất như đặt mình vào trong cái chiến trường huyết chiến thượng cổ kia một cỗ khủng bố kiếm ý giống như từ hoang cổ truyền tới đứng xa nhìn thôi cũng khiến cho tâm thần bọn họ căng cứng ngụy đông hải vội vàng tiến lên lấy lễ nghi để giải thích những điều mà hắn biết dịch huynh đệ hai thanh kiếm này trước đây ta đã từng nghe qua. Tục truyền, đây chính là hai thanh kiếm từ sớm đã được lưu ở bên trong hồi cổ thông đạo này. Tính ra thì e rằng có 10 vạn năm, lúc ấy thanh danh cũng là cực thịnh một thời. Vô số cao thủ đã tới đây với mong ước đoạt lấy bảo kiếm này. Đáng tiếc, tất cả mọi người không ai có thể rút ra được thanh kiếm này, vì vậy không công mà lui, lâu dần, liền còn rất ít người tới đây thử sức. Tùy vô nhai ngưng trọng gật đầu, có mấy phần kinh sợ. Lời này đúng là sự thực. Tuy rằng sư đệ của hắn lời nói đã giảm đi một chút quan hệ sinh tử. Nhưng mà thanh kiếm này chính xác là đã tồn tại hơn 10 vạn năm, tựa hồ là ở tại trận chiến tinh không 10 vạn năm trước, còn sót lại vật phẩm. Năm đó cũng khiến cho vô số người thèm muốn mà không có được, là bảo bối vô cùng gân gà. Ngoại trừ một số tồn tại giống như bọn hắn, sống lâu biết nhiều thì có thể biết được, chứ bình thường thành nhân chỉ có thể nghe trong truyền thuyết, căn bản là vô duyên nghe được tới nó. Dịch phong nghe xong thì gật đầu, vẻ mặt cũng giật mình không nghĩ tới hai cái cây gậy đánh heo cản đường này vậy mà còn có lai lịch lớn như vậy điều này khiến cho dịch phong nổi lên cái lòng hiếu kỳ có thật là châu bò như vậy không vì vậy không nhịn được mà xòe bàn tay ra nắm lấy cái chuôi kiếm đang phủ đầy cho bụi kia một cái nắm này hình như cũng không chỉ nắm trên chuôi kiếm mà đồng thời cũng nắm lấy cả thâm thần của hai lão đầu kia nhãn cầu của hai người mở lớn tâm thần vô cùng căng thẳng ngụy đông hải lộ ra ánh mắt vô cùng chờ mong căng thẳng lại có thêm mấy phần không yên. Phảng phất như muốn chứng kiến phong thái của dịch phong tiền bối, nhưng lại không cách nào khẳng định được, vì vậy mà ánh mắt phức tạp xen lẫn dãy dụa. Tùy vô nhai thì khẽ nhíu cái mày, chỉ là có chút bất đắc dĩ, bao nhiêu đại năng nhịn không được mà thèm muốn cổ bảo còn không thành công. Người trẻ tuổi này muốn một tay thử, cũng thật là không biết trời cao đất rộng là gì. Ngay tại thời điểm mỗi người đều lặng lẽ nhìn, thì một âm thanh đột nhiên vang lên, bạch một cái. Trong nháy mắt, cổ kiếm đã bị rút ra toàn bộ quá trình chỉ trong một cái chớp mắt đột nhiên làm hai người không kịp chuẩn bị tâm lý bọn hắn vừa mới trông thấy dịch phong tay nắm ở chuôi kiếm còn không có nhìn kỹ càng thì loáng một cái cổ kiếm đã bị rút ra thật giống như là nhổ cỏ mà thôi bây giờ thì trong đầu lão túy chẳng còn cái gì là cổ bảo cái gì là thánh kiếm người người thèm muốn nữa hắn chỉ thấy trong đầu ngây ngốc giống như trống rỗng giống như một bức thạch đưa đứng hình tại chỗ ngụy đông hải thì vô cùng kinh hỉ trên mặt tràn đầy sự chấn động. Hắn biết tu vi của tiền bối Dịch Phong Bố đời lắm, suy đoán là hẳn có thể rút ra được. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ ra, dĩ nhiên sẽ lại dễ dàng như thế. Vậy thì tu vi của tiền bối thực tế là khủng bố tới mức hắn khó có thể tưởng tượng được. Khiến cho vô số người ngắm nhìn mà than thở cổ kiếm, tại trong tay cái vị đại lão này bất quá cũng chỉ giống như đồ chơi mà thôi. Vì vậy hắn lên tiếng chúc mừng, chúc mừng Dịch huynh đệ, Dịch huynh đệ xuất thủ, quả nhiên là dễ như ăn cháo mã đáo thành công dịch phong thì chẳng lấy gì làm vui vẻ cả mà còn buồn bực nhìn cái thanh kiếm trong tay đầu tràn đầy nghi hoặc rút thì cũng rút ra rồi dường như cũng chẳng có gì là khó khăn cả hay có gì hung hiểm cả đừng nói cái gì mà khiêu chiến dịch phong ngay cả một điểm suy nghĩ thành tựu đều không có chỉ giống như người vừa mới bị ăn quả lừa nhặt được một cái đồ rác rưởi không biết làm sao cái ngụy lão đầu này lại còn khích lệ chúc mừng hắn nhưng hắn cũng phối hợp lên tiếng việc này rất nhỏ mà thôi hai người cười cười nói nói giống như là bộ dáng bằng hữu nói chuyện nhìn cảnh này thế nhưng mà túy vô nhai đứng bên cạnh đã thật lâu rồi không cách nào yên tĩnh được trong lòng hắn cũng không giống như ngụy đông hải đã sớm hiểu biết về tu vi thực sự của dịch phong hắn nhưng là hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý trong lòng còn một mực tưởng rằng con hàng dịch phong trước mắt này chỉ là tiểu bối có thiên phú không tồi mà thôi nhưng khi một kiếm này được dịch phong nhổ ra túy vô nhai trực tiếp thần kinh bị chấn động khiến cho hắn tê dại cả ra đầu đồng thời trong nháy mắt hắn cũng đã tỉnh táo tàu ngộ ra mọi chuyện nguyên lai like thì cái người trẻ tuổi kia cũng không phải là phiền toái mà là cái bắp đùi vàng lớn nhất mà chuyến đi này bọn hắn phải trông cậy vào tu vi thì vượt xa tít mù tắp so với huynh đệ bọn hắn là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ khó trách lúc trước sư đệ của hắn lại luôn kính cẩn nghe theo vui vẻ giống như là một người hầu bên cạnh vậy nguyên lai like chân tướng lạo là như thế này hiện tại nếu hồi tưởng lại dọc cái con đường đi này hắn động một chút thì lại nghiêm chỉnh can dặn thậm chí lấy một bộ dáng tiền bối kiêu ngạo dăn dạy tiểu bối vô tri chưa bao giờ đem vị cao nhân trước mắt này để vào trong mắt đối phương vẫn là bình thản hờ hững không chút nào để ý tới hắn e rằng cái vị cao nhân này thì trong mắt hắn cùng với sư đệ thì lại chỉ là đám tiểu bối mà thôi hậu bối vô tri vô giác khiến cho túy vô nhai trong lòng vô cùng xấu hổ nguyên lai like, phiên toái chính là hắn minh bạch hết thảy túy vô nhai trong đáy mắt dâng trào nổi giận vì vậy vội vàng truyền âm đem cái phần giận dữ xấu hổ này đều đập hết vung nổi lên đầu sư đệ hắn đậu xanh rau má ngươi cái con hàng cẩu tặc này trước đây ngươi đã biết tu vi của vị đại lão này rồi đúng hay không hả đại sự như vậy ngươi dĩ nhiên lại không thèm thông báo sớm cho ta trong mắt ngươi còn có người sư huynh như ta không hả hại ta giống như tôm tép nhãi nhép vậy cầm nhiều thanh khí tấu hài như vậy ở nơi này đấu trí đấu dũng hóa ra đều chỉ là con khỉ con nhảy nhót trước mặt đại gia mà thôi đậu xanh rau má nhà ngươi. Nhưng vô luận hắn gian dạy thế nào, thậm chí mang cái danh hào sư huynh ra để chửi. Ngụy Đông Hải chỉ là một bộ dáng thờ ơ, một mặt kính cần bồi tiếp dịch phong nói cười, một mặt thì không có chút bộ dáng sợ hãi nào cả. Cái nụ cười đắc ý kia, thực sự giống như chó săn bên cạnh chủ nhân vậy. Đây thật sự là sỉ nhục của thánh nhân, túy vô nhai nhìn đến là trong mắt hỏa khí càng lúc càng nồng đậm, đáng giận mà. Ngươi cho rằng ta không biết bò liếm chân sao, ta là túy vô nhai nổi tiếng đó, cầm lên được thì cũng buông xuống được đó. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn liền nhe bộ răng trắng như bóc của mình ra, cười hắc hắc. Ha ha, Dịch huynh đệ, thật sự là thân thủ bất phàm, khí độ siêu nhiên, rõ ràng như vậy dễ như trở bàn tay có thể rút kiếm ra. Tại hạ đối với Dịch huynh đệ vô cùng sùng bái, giống như nước sông cuồn cuộn mãi không dứt. Dịch huynh đệ phong thái chi khí phi phàm, giống như liệt nhật trên cao chiếu rọi thiên địa, giống như những ngôi sao sáng trên trời cũng không thể nào so sánh với quang mang của ngài lão đầu này một hơi nói cực kỳ lưu loát liền ngay cả một chút ngập ngừng cũng đều không có có thể nói là công phu vỗ mông ngựa đã đạt tới siêu quần nhập thánh nói xong tuy vô nhai còn kiêu ngạo hướng về ngụy đông hải lộ ra một cái ánh mắt như muốn nói ngươi làm được thì ta còn làm tốt hơn cái sự tình nịnh nọt quá mức mà lại đột nhiên này cùng với phía trước nghiêm chỉnh lãnh khốc gian dạy thật giống như hai người khác nhau đừng nói là dịch phong nhìn tới mức ngây ngốc mà ngay cả sư đệ của hắn ngụy đông hải cũng phải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này, đây là cái vị sư huynh trong nóng ngoài lạnh của mình đây sao? Nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thấy được sư huynh nhiệt tình như thế. Dịch Phong cũng khẽ cười nhạt một tiếng. Thế nhân đều biết, tu tiên giả lấy mạnh vi tôn. Hắn vừa mới rút hai thanh kiếm này ra, nhất định là đã chấn trụ lão đầu này. Không ngoài dự liệu, tu vi của hắn khẳng định là so với hai lão đầu này mạnh hơn một chút. Chính vì vậy mới đột nhiên lấy sự khách khí mà đối đãi với hắn. Về cái phần nhiệt tình đặc biệt này, tuy vô nhai một mặt thì ánh mắt kích động không ngừng nhìn về phía hai thanh kiếm dịch phong cũng nhìn thấy rõ ràng tuy rằng hai thanh kiếm này không có gì đặc biệt lắm cũng khiến cho hắn cảm thấy thất vọng nhưng mà hai cái lão đầu này lại dường như rất để ý tới hắn ngược lại cũng không ngại tặng cho dù sao thì cũng đều là mấy cái mặt hàng bình thường chính mình từng uống qua rượu của người ta lại vì hắn mà ăn vào không ít long tu dù sao thì kết giao bằng hữu cũng không sao cả suy nghĩ một lát dịch phong liền rộng lượng lên tiếng hai thanh kiếm này nếu như các ngươi để ý vậy thì liền cầm lấy mà dùng đi lời này vừa mới thốt ra ngụy đông hải cùng với túy vô nhai giống như bị xét đánh trên mặt vô cùng hoảng sợ chương một nghìn bọn họ ấp úng cái này dịch huynh đệ tuyệt đối không được hai huynh đệ chúng ta vô công bất thụ lộc làm sao dám nhận quà tặng quý giá như thế này chứ hai lão đầu liên tục từ chối bị hù dọa đến sắc mặt đại biến cái ngôn từ chính nghĩa kia thật giống như nhận thanh kiếm này là nhận lấy tiếng xấu, nếu là tiếp nhận, vậy thì là ân tình quá lớn không cách nào đền đáp được. Nhưng cái nhân tình thế sự này, sao có thể giấu giếm được dịch phong hắn cơ chứ? Hai lão đầu này nhìn thì giống như nói cái lời chính nghĩa, nhưng ánh mắt thì dán mặt vào hai thanh kiếm sắt. Ngoài miệng thì be be không muốn, nhưng mà thân thể thì mười điểm không thành thật. Cái tư thế kia, giống như hồi bé của dịch phong hắn, Tết đến thu được tiền mừng tuổi vậy. Thân là người từng trải, dịch phong đã quá quen thuộc với cái trường hợp này rồi hắn biết rõ mỗi tiếng nói và cử động đều là xấu hổ mà thôi nhìn hai lão đầu nghiêm chỉnh cự tuyệt cũng chỉ là một cái màn diễn siếc vụng về mà thôi nếu như nói đạo lý đối nhân xử thế cũng không khiến cho người ta chán ghét chí ít thì hai lão đầu này cũng phối hợp không khí khách sáo một trận đối mặt với hai cái hàng phế phẩm như vậy cũng là đã rất cho mặt mũi rồi thế là dịch phong cười cười giả bộ bất đắc dĩ thở dài ai nhìn các ngươi cũng không thèm hai cái thanh kiếm rách này nếu đã như vậy thì ta liền tính toán ném nó đi nói không chừng sẽ có người vừa ý với bọn nó vừa dứt lời thì quả nhiên hai lão đầu sững sờ túy vô nhai cùng với ngụy đông hải bốn mắt nhìn nhau trong lòng vô cùng khẩn trương cái bảo kiếm khó có được như thế đám lão ra hỏa bọn hắn chỉ là nghe mà thèm mà thôi dịch phong tiền bối lại muốn tiện tay vứt đi cái loại tầm mắt này đã cao vời vợi khiến bọn hắn không thể với tới được nghe lời nói này xong hai người cũng không dám nhiều lời, tuy rằng bọn hắn không dám thu lấy lễ vật cao quý như thế. Nhưng nếu thật sự là trơ mắt nhìn bảo vật mất đi, thực tế khiến cho bọn họ cũng phải đau lòng. Nửa đời sau có lẽ là luôn sống trong tiếc nuối. Đối mặt với cái cục diện này, hai người vừa gấp lại vừa sợ. Đáp ứng thì cũng không tốt, mà từ chối nhã nhặn thì lại đau lòng có con. Chỉ cảm thấy quả thực là tiến thoái lưỡng nan mà. Mắt lớn chừng lấy mắt nhỏ, nửa ngày cũng không phọt ra được lời nào cả thử thêm một lần giả bộ cũng không được, vẫn là không thể nào diễn được nữa. Dịch Phong không ngoài sở liệu, cho nên cười cười, đem hai thanh kiếm đưa tới trước mặt hai lão đầu. Cũng không phải là vật gì tốt cả, cầm lấy đi à, chúng ta đều là bằng hữu, không nên khách khí nữa. Hai người nghe xong thì lệ tuôn đầy mặt, liên tục cúi đầu hành lễ như bổ củi. Vừa run rẩy tiếp nhận bảo kiếm, một mặt thì lại không yên được. Nâng kiếm trong tay mà vẻ mặt chấn động, rồi lại biến thành kinh sợ, giống như thật không thể tin nổi những gì diễn ra trước mắt vậy. Ân tình của Dịch huynh đệ, huynh đệ chúng ta cả đời khó quên, nếu như sau này có sai khiến, chúng ta dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng quyết không từ chối. Cho dù Dịch huynh đệ muốn chúng ta lên trời hái sao, xuống đất bắt run, chúng ta cũng nhất định sẽ làm theo. Những cái lời quyết tâm như vậy, Dịch Phong nghe mà cảm thấy đỏ hết cả mặt. Ngụy Đông Hải cứ như vậy mà vác ra một cái hồ lô rượu, trên mặt tràn đầy sự chân thành mà tha thiết. Dịch huynh đệ ta cũng không có quà gì để đáp lễ cho ngươi, chút rượu này ngươi cứ cầm lấy trước đi. Sau khi trở về ta sẽ lại tìm thêm một ít rượu đưa tới, ngàn vạn lần chớ nên chối từ đó. Đây chính là xích viêm nhưỡng, ngày thường đám bạn trí cốt của lão cũng đều không có được mà uống mấy phần, trải qua hơn nghìn năm mới có thể ủ ra được. Trước kia bị sư đệ hắn xem như mệnh căn bảo bối. Vậy mà vì để nịnh nọt dịch phong tiền bối, con hàng cẩu tặc này vậy mà không tiếc dốc hết cả vốn liếng túy vô nhai nhìn thấy cảnh này mà mí mắt giật giật không ngừng đột nhiên hắn cắn răng cúi đầu hành lễ dịch huynh đệ ta cũng không có gì có thể đem ra được chỉ có những thảo quả sơn giã này thôi không được kinh ý cho lắm mong rằng vui vẻ nhận cho nói xong túy vô nhai bên trong thánh giới lấy ra một nắm trái cây huyết sắc từng cái từng cái óng ánh mà long lanh trên bề mặt quanh quẩn lấy từng trận sương mù màu đỏ ngụy đông hải nhìn đến trợn mắt há hốc mồm thật sự là không thể nào tin được đây chính là xích viêm quả vạn năm là kết quả do sư huynh đệ bọn hắn lần trước đi vào một cái bí cảnh ngay cả mạng cũng suýt chút nữa thì ném vào mới đạt được một chút thiên địa dược tài cực phẩm đừng nói là ăn có thể lấy ra người một cái thôi cũng đều là chờ tới sinh nhật mỗi trăm năm mới có thể cái này đâu chỉ là dốc hết vốn liếng cái này chính mà móc tim đào phổi mà bỏ ra quá là ác mà sư huynh quả thực là rất tàn nhẫn ngụy đông hải mí mắt lại nhảy lên trong mắt đầy dẫy sự không cam lòng nhìn cái thần sắc bất bình của con hàng này túy vô nhai đắc ý khóe miệng hơi nhếch lên một bộ dáng muốn nói ngươi còn non lắm luận tu vi hắn ở bên trên sư đệ luận đối nhân xử thế hắn cũng là làm người chú đáo lúc trước nhất thời ánh mắt vụng về phạm phải sai lầm sau này hắn sẽ không bao giờ rơi vào tình thế bất lợi như thế nữa hai người cứ như vậy ánh mắt khiêu khích nhìn nhau mỗi người đều cầm đồ vật của mình ở trong tay một bộ dáng tranh phong đối lập đều giống như chuẩn bị oánh nhau tới nơi rồi Ai có thể nghĩ tới, quà đáp lễ đều là đào móc tim gan phèo phổi của mình mà ra. Dịch Phong nhìn thấy thì khóc cũng không được, mà cười cũng không xong, tựa hồ giống như nhìn thấy hai cái lão tiểu hài đồng tranh chấp vậy. Vừa bất đắc dĩ, lại vừa cảm thấy đáng yêu mà. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhận lấy tâm ý của người ta. Bằng không thì tiếp tục xuống, làm không cẩn thận thì hai lão đầu thật sự là xông vào nhau quyết chiến. Đang yên đang lành thì không khí hòa hảo lại bị hủy thì không đáng dịch phong vội vã mở miệng đem bảo kiếm đưa tới tốt vậy thì ta liền nhận lấy tâm ý của các ngươi chúng ta trao đổi xem như ta chiếm tiện nghi rồi hai lão đầu nghe xong thì vừa mừng vừa sợ một hồi kích động liên tục nói cảm ơn dịch huynh đệ đại nghĩa chúng ta cảm thấy xấu hổ rồi dịch huynh đệ trượng nghĩa như vậy quả thực chúng ta theo không kịp rõ ràng là hai lão đầu lớn tuổi lúc trước còn giống như cừu địch không ai chịu nhường ai đảo mắt một cái thì liền đều mặt mày hớn hở cùng nhau hành lễ cảm ơn không khí chuyển đổi nhanh đến mức khiến cho người ta cảm thấy có chút không kịp chuẩn bị. Cũng may bây giờ tất cả đều đã vui vẻ, hai bên đều có thu hoạch, cũng coi như là đã đều có lưu niệm về nhau rồi. Hết thảy đều kết thúc một cách mỹ mãn, ba người vui vẻ bước lên con đường trở về. Một lần nữa trở về tiểu viện ở cửa thôn, hai lão đầu thì liên tục hành lễ cảm ơn, sau đó mới đưa ra lời hứa rồi rời đi. Thề rằng phải đem thêm chân tàng tới cảm ơn, một bộ dáng không phân cao thấp. Sau một hồi không ai nhường ai, giống như hai học sinh tiểu học chậm rãi rời đi. Dịch Phong nhìn cảnh này mà buồn cười, mang theo hồ lô rượu trong tay cùng với mấy cái quả dại, cảm xúc tràn đầy cảm giác thu hoạch. Ở trong thôn sinh hoạt lâu như thế, thánh nhân tính tình cũng đều trở nên thuần phác, hiền lành. Nhân tình như vậy thực sự là tốt, ra ngoài ngoại thành dạo chơi một vòng, còn được tặng nhiều đồ vật như thế, cái loại chân thành này, tha thiết kết giao này, không khỏi khiến cho lòng người vui vẻ. Nhìn về nơi xa khẽ nở nụ cười, Dịch Phong hài lòng quay người bước vào tiểu viện. Đảo mắt một cái bóng đêm đã tới, lấy ra ít rượu, ăn cùng quả dại, lại nấu một tô mì. Cơm no rượu say, nhân sinh đúng là không còn gì phiền não cả. Một đêm không nói chuyện, uống hai lượng rượu ngủ một cách sảng khoái, sáng sớm toàn thân thư thái thoải mái. Nhìn về phía chiều dương, cả người đều cảm nhận được nguyên khí tràn đầy, chỉ còn thiếu một hồi chính là năng lượng của bữa cơm sáng. Vì vậy Dịch Phong hướng về nhà bếp mà đi tới, chuẩn bị làm mấy cái bánh đánh chén nhưng khi tới thì bên trong nhà bếp lại truyền ra những tiếng vang động một trận đinh đinh đương đương rung động đứng ở cửa nhìn vào bên trong thì ra là phó lão đầu đang thao tác đầu bếp tóc bạc tung bay trong gió mang theo mấy phần thanh nhã nấu ăn giống như cùng với mãi nghệ nếu như thêm một cái đèn chiếu thì lão đầu này giống như một lão nông đang quản lý việc nhà cái công phu nấu ăn này xem xét thì không bỏ ra nhiều công sức thì tuyệt đối không luyện được tới mức này không phải là chỉ luyện hai ba lần là có thể làm được Dịch Phong nhìn cảnh này mà vui mừng, nhưng mà sau đó cũng dần dần phát hiện ra điểm không thích hợp. Lão đầu này nhìn giống như trở về tác phong bình thường, không còn mân mê cái đóa hoa mẫu đơn quỷ kia. Hôm nay nấu ăn dường như cũng làm hơi nhiều, trứng ốp la cùng với bánh bao đều là chuẩn bị cho hai người. Đợi đến khi đồ ăn đều cẩn thận cất vào trong cái hộp cơm, Dịch Phong nhíu mày không hiểu. Lão đầu, ngươi vì cái gì mà làm tới hai phần vậy, chẳng lẽ là phải bồi lão bà người ta ăn điểm tâm sao? phó thiên nam thấy hắn thì bỏ cái tạp dề ra lộ ra một nụ cười tươi không phải như vậy đình nhi đã có ý trung nhân ta thiện thể làm thêm một phần mà thôi chỉ có thế thôi điều này dịch phong cảm thấy á khẩu ý trung nhân sao cái đậu mé nó chứ dịch phong cảm thấy ngu người rồi hắn làm người của hai thế giới đây còn là lần đầu tiên nghe được bạn trai dự phòng lại đi làm điểm tâm cho bạn trai chính thức vậy mà còn bình tĩnh như thế chẳng hề có một chút ý tứ ghen tuông đố kỵ gì cả cái này nên nói là lão đầu này rộng lượng hay là mình trẻ người non dạ không hiểu các vị lão nhân dịch phong cũng không biết đáp lời lão như thế nào thoáng cái giống như biến thành ngu ngốc mà nhìn cái thần tình mờ mịt của hắn phó thiên nam chỉ hờ hững mỉm cười ngươi còn trẻ không thể hiểu được ảo diệu ở trong đó đâu nhìn đình nhi tuy rằng đã có ý trung nhân còn ta bị ép phải đi làm cơm sáng nhưng thực ra đây là khảo nghiệm của đình nhi dành cho ta nghe điều này dịch phong cau mày chỉ thấy phó thiên nam đang bày ra một cái bộ dáng cao thâm mặc chắc, cao thủ tình trường, không trải qua khó khăn chắc trở thì làm sao thấy được chân tình cơ chứ? đình nhi nhất định là đang sàng lọc người chân chính yêu nàng. một ngàn năm qua đình nhi gặp được hai cái ý trung nhân nhưng quá tam ba bận, đây là khảo nghiệm cuối cùng rồi, nàng nhất định sẽ minh bạch ai là người chân chính yêu nàng. ta tin tưởng đình nhi nhất định sẽ minh bạch. sau khi cảm khái lên tiếng, phó thiên nam nhấc cái hộp cơm lên kiên định bước ra ngoài nhìn cái bóng lưng của lão đi xa phảng phất như tràn đầy thâm tình cái phần cảm động này đã siêu việt nhận thức của thế nhân cũng đủ để khiến cho mọi người phá vỡ mất tam quan của mình e rằng có là tình thánh ở chỗ này cũng đều khó có thể lý giải được tâm lý của lão đầu này dịch phong bị lão làm cho triệt để ngây ngốc vẻ mặt ngu ngơ đưa mắt nhìn dõi theo lão đi xa đảo mắt đã trôi qua hai ngày giờ phút này bên trong thôn lộ ra không khí không hề bình thường mặt ngoài thì trông nhu yên tĩnh an lành không có chút biến hóa nào nhưng mà chân núi phía sau thôn thì là ai nấy vẻ mặt ngương trọng một đám lão đầu đang tụ tập ở đây khí tức của thánh nhân toàn bộ đã thu lại xung quanh còn bày ra trận pháp không khí phi thường trang nghiêm mấy đạo thân ảnh quen thuộc đều đã hiện thân phó thiên nam cũng đang nghiêm chỉnh đứng yên chờ đợi lão giả dẫn đầu nghiêm trang lên tiếng gần đây biên giới hư không liên tục xuất hiện khe hở hư không thú cũng xuất hiện một mảng lớn chắc chắn là sắp có đại họa phủ xuống không biết các vị nghĩ như thế nào Hết tập 331, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé.